nay đi làm về thì trời rất chi là mưa, rất chi là to. Nghe là mai ngày kia là bão nó tràn về, mà tranh thủ đi vào Pasinco chơi tí, kiếm bình xăng vậy xem biết được không. Mọi người tiếp tục xem video của mình nhá. Tầm này đi về đường tắc lắm. Rút một man chơi thôi. Thua đều thua một man, không thua nhiều chết. Nãy tầm vài sen là đi đổ xăng là được rồi. Anh em ăn non này. Đốt tối để ví ở ngoài. Chỗ gần nhà mình có cái quán tôm quăn này, thấy tỷ số ăn cũng được, mà qua mấy quán khác thì không thể ăn mấy. Ra vào quẩy. Đây, quán Pasinco này. Xe mình vào nhá. Bụng hơi đói, vào quẩy vào là không biết thế nào. Vâng, thì hôm nay nãy được 4 sen 8 về đổ xăng ô tô là vừa. Ồ, thế là may à, đủ tiền đổ xăng rồi. Hẹn gặp lại anh em nhé, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Về đổ xe ô tô đây, ăn non, hai quả bích là được rồi. Chơi tầm này chỉ lấy tiền đổ xăng thôi.